Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng vấn đạo tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Tối Bạch Tích Ô Nha, chương 387. Ăn cơm xong liền say rượu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Kỳ lạ, chẳng lẽ có ma tu khác làm ra chuyện này? Mọi người đứng xung quanh lão già khô gầy, ai nấy đều hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đại trưởng lão lén lén ho khan một tiếng, truyền âm cho Lục Dương và Đào Yêu Diệp. Việc ở thôn Hoài An ta có chút không tin. Theo lời giáo chủ Vất Thủ Giáo kể, ông ta đã tạo ra một lò mổ ở thôn Hoài An, Lương Châu, dùng khôi lỗi ngụy trang thành thôn dân. Tuy nói Đại Bất Phàm là người thay sư phụ quản lý nhiệm vụ và thông tin tình báo, thế nhưng trên thực tế người quản lý chân chính là đại trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão ngày thường thích tự mình xây mộ, nhưng không phải là mặc kệ mọi chuyện. Việc xảy ra ở đại điện nhiệm vụ và tình báo mà Đại Bất Phàm nắm giữ, ông đều nắm rất rõ ràng, trong đó bao gồm cả chuyện Vất Thủ Giáo tạo ra lò mổ. Lục Dương và Đào Yêu Diệp choáng váng. Trưởng lão, ngài đã biết rõ chuyện ở thôn Hoài An, vậy mà cứ để chúng ta chạy đôn chạy đáo như vậy sao? Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, thì ta không phải đang tìm cơ hội thích hợp để ra tay sao? Các ngươi không đến thôn Hoài An thì làm sao ta có cơ hội xuất hiện? Đại trưởng lão vốn định chờ tới lúc Thạch Phó Giáo Chủ ra tay với Lục Dương và Đào Yêu Diệp, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta sẽ đọc một bài thơ hùng hồn rồi đường hoàng xuất trận cứu hai người. Đáng tiếc mãi mà không chờ được cơ hội. Cũng tại cái lão già khô gầy này không biết điều, đại trưởng lão biết rõ tình báo này không thể tiết lộ cho Thạch Phó Giáo Chủ. Đây không phải là thông tin mà Thiên Đỉnh Giáo nên nắm giữ, nếu không sẽ khiến cho Thạch Phó Giáo Chủ nghi ngờ thân phận của họ. Thôi vậy, bắt được một tên cổ tu cũng xem như có thu hoạch, chuyến đi này không tính là uổng công. Lục Dương chủ động lên tiếng, thôn Hoài An đã không có gì để đáng lưu luyến. Thạch giáo chủ đã vất vả ra tay giúp đỡ, người này xin giao cho chúng ta xử lý. Thạch phó giáo chủ không dám tin vào lỗ tai mình, rõ ràng là U Minh Thiên Vương bắt được lão già, vậy mà lại muốn tặng cho lão. Làm vậy không ổn lắm đâu. Lục Dương chắp tay cười lớn, có gì mà không ổn, hai giáo chúng ta hợp tác, xem như đây là chút quả mọn. Cửu U giáo các người nắm giữ nhiều thông tin hơn chúng ta, thông tin mà các người có được từ lão già này chắc chắn sẽ hữu dụng hơn Thiên Đỉnh giáo chúng ta nhiều. Thạch vào giáo chủ âm thầm gật đầu, đúng là Cửu U giáo bọn họ còn nắm giữ thông tin của một số cổ tu khác, kết hợp với những thông tin từ lão già này, bọn họ sẽ tiến thêm một bước trong việc nắm bắt hành tung của đám người này. Thông tin về cổ tu vô cùng quan trọng, nói không chừng sẽ tìm được kho báu của bọn họ, làm giàu cho bản giáo. Thiên Đình giáo lại tỏ ra vẻ thờ ơ với chuyện này, chứng tỏ bọn họ căn bản không để tâm tới đám cổ tu. Nội tình của Thiên Đình giáo rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Lục thiếu chủ lần này ra tay là muốn kết thiện duyên với Cửu U giáo hay là cố ý thị uy? Thầy phó giáo chủ không thể nào phán đoán được thái độ của Lục Dương, chỉ cảm thấy hắn quả nhiên là thiếu chủ của Thiên Đình giáo, cao thâm mặc chắc, không phải người đồng lứa có thể so sánh. Hiểu rõ tình thế, Thạch phó giáo chủ chắp tay nói, nếu vậy đa tạ Lục thiếu chủ. Đại trưởng lão thu hồi pháp bảo hình cục gạch, ném lão già khô gầy cho Thạch giáo chủ. Đáng chết, bảo bối tốt như vậy mà lại bị lão già này dùng làm cục gạch. Bất Hủ tiên tử tức giận bất bình, nàng nhìn thấy rõ ràng thứ trong tay đại trưởng lão chính là tiên bảo Hoàng Lương Trầm của nàng. Đây là chiến lợi phẩm mà Vấn Đạo Tông thu được từ Lưu Sư Phó và Cao Sư Phó, có thể khiến người ta bị thôi miên, chìm vào giấc ngủ. Cáo từ. Thạch phó giáo chủ lấy ra chiến thuyền, phong ấn tù vì lão già, ném vào lên thuyền rời đi. Đại trưởng lão lấy từ trong tay áo ra một bức tranh thủy mặc, trong tranh thác nước đổ thẳng xuống, tuy không có âm thanh, nhưng khi nhìn vào, Lục Dương và Đào Yêu Diệp nghe thấy tiếng nước chảy bên tai. Đại trưởng lão cười nói, đây là pháp bảo ta thường dùng khi xuất hành, tên là Cao Sơn Lưu Thủy Đồ, trong tranh có cản khôn, là một loại động thiên do ta nhờ tứ sư đệ vẽ ra. Đào Yêu Diệp hơi do dự, nàng chưa từng thấy qua loại pháp bảo này, không biết sử dụng thế nào. Chúng ta phải nhảy vào trong đó sao? Lục Dương nhớ tới lần trước anh đã nhìn thấy nhị sư huynh Quý Hồng Văn thi triển thủ đoạn tương tự. Hình như là thế. Đại trưởng lão nhảy vào trong tranh, Lục Dương và Đào Yêu Diệp cũng bắt chước theo sau. Vừa nhảy vào trong,
Bọn họ đã nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống. Hai người nghiêng đầu nhìn lên, phát hiện mình đang đứng ở bên cạnh thác nước. Dòng thác từ trên cao đổ xuống, bắn ra vô số tiền nước. Hai người ngồi xổm bên bờ suối, quan sát cỏ cây xung quanh. Cỏ cây xanh mướt, ướt át, trên lá còn đọng lại giọt sương, vô cùng chân thật. Rốt cuộc đây là tranh vẽ hay là một tiểu thế giới? Hai người thấy kinh ngạc, đại trưởng lão vô cùng đắc ý, nhưng cũng không giải thích gì thêm, điều khiển bức tranh bay về phía Vấn Đạo Tông. Ồ, là họa đạo, không ngờ thời nay vẫn còn có người tu luyện họa đạo lợi hại như vậy. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc, thánh nhân đạo nho đã xuất hiện từ thời đại xa xưa, thời thượng cổ cũng có không ít người nghiên cứu họa đạo. Cỏ cây núi non sông nước này rốt cuộc là thật hay giả? Lục Dương tò mò hỏi. Là giả, nhưng rất gần với thực tế. Nếu dung nhập hồn vào trong cỏ cây, chúng sẽ trở thành thực vật chân chính. Loại kỹ nghệ này thời của ta cũng vô cùng hiếm thấy. Tiên tử có biết họa đạo không? Bất Hủ Tiên Tử khoát tay, lộ ra vẻ không hứng thú. Loại tiểu đạo này chỉ có đám tư sinh nghèo kiết xác, hủ lậu mới học, bản tiên sao thèm để tâm đến. Đại trưởng lão không biết nhớ tới chuyện gì, quay đầu hỏi. Nói tới họa đạo, ta từng đọc được một trong ghi chép trong cổ tịch. Thời thượng cổ có hai tiên nhân, một vị là Yêu Tiên, một vị là Mộc Tiên. Yêu Tiên bị Mộc Tiên nhốt ở trong tranh, hai vị tiên nhân đại chiến một trận long trời lở đất, tiên quang chói lọi, chấn động khắp nơi. Nếu không phải có hai vị lão tổ của Long Phụng ra tay ngăn cản, hóa giải, e là hai người họ đã hủy hoại biết bao nhiêu tình tú. Mấy quyền cổ tịch đều ghi chép lại sự kiện này, nhưng chi tiết mỗi quyển thì đều khác. Lục Dương, ngài am hiểu lịch sử thượng cổ, có từng nghe nói qua chuyện này chưa? Lục Dương lắc đầu, lần đầu tiên hắn nghe nói tới chuyện này. Yêu Tiên và Mộc Tiên, chẳng lẽ là Kỳ Lân Tiên và Tuế Nguyệt Tiên hay sao? Đến lúc sử dụng kim thủ chỉ rồi. Tiên tử có từng nghe qua chuyện này chưa? Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vỗ tay. À, ta nhớ rồi, có lần Tuế Nguyệt Tiên ăn cơm xong thì say rượu, đã từng nhắc tới chuyện này. Người hỏi đúng người rồi đấy, hỏi người khác chưa chắc đã biết đâu. Khoan đã, tại sao Tuế Nguyệt Tiên ăn cơm xong lại say rượu? Bất Hủ Tiên Tử kỳ quá nhìn Lục Dương, sao hắn lại hỏi câu kỳ quặc như vậy? Nàng thản nhiên nói, chuyện này rất bình thường mà, ăn no xong thì buồn ngủ thôi. Ứng Thiên Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, bọn họ thường xuyên ăn cơm của ta xong là bị chóng mặt như say rượu, nằm bò trên bàn, miệng lẩm bẩm, lúc này hỏi cái gì bọn họ cũng nói, nhưng sau đó lại chẳng nhớ mình nói gì. Người nói tiếp đi. Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục kể. Bản tiên không thèm học họa đạo, Tuế Nguyệt Tiên thì lại rất hứng thú với nó, nên có trình độ, đồ vật tên đó vẽ ra ngay cả bản tiên cũng khó phân biệt thật giả. Dù sao tên đó cũng là kiến mộc thành tinh, đứng đầu trong các loại thỏ mộc, trời sinh đã có liên kết chặt chẽ với giấy bút. Chương 388, trận chiến giữa Yêu Tiên và Mộc Tiên. Hai thứ quan trọng nhất đối với họa sĩ, một là giấy tiên, hai là bút tiên. Khi đó y đã thành tiên, cây bút lông không thể để cho tiên nhân sử dụng, thế gian khó tìm. Ngay cả nguyên liệu luyện chế bút tiên cũng không có, không có nguyên liệu, cho dù là Ứng Thiên Tiên cũng không luyện chế được. Giấy tiên thì y không lo, y lấy một ít mùn cưa từ trên người mình là có thể tạo ra giấy tiên, nhưng bút tiên thì rất khó. Nguyên liệu bút tiên gần y nhất chính là tóc của bọn ta, có lẽ do chúng ta đều là nhân tộc, nên tóc của bọn ta không luyện thành bút tiên được. Sau đó y rời sự chú ý lên người của Kỳ Lân Tiên. Đuôi của Kỳ Lân Tiên có một cái búi lông, vừa hay thích hợp để luyện chế bút tiên. Đầu tiên y dùng búi lông cấp bán tiên, vẽ một bức bách thú đồ, trong tranh là một đàn con cái tuyệt mỹ trong mắt yêu thú. Sau đó mời Kỳ Lân Tiên đến nhà làm khách, để Kỳ Lân Tiên thưởng thức bách thú đồ. Thấy Kỳ Lân Tiên động lòng, y liền nói Kỳ Lân Tiên có thể vào trong tranh trải nghiệm một phen. Kỳ Lân Tiên vui mừng khôn xiết, không nghi ngờ gì, gọi thẳng Tuế Nguyệt Tiên là huynh đệ tốt của mình. Rất nhanh thì y đã chìm đắm trong bách thú đồ. Tuế Nguyệt Tiên thử lúc Kỳ Lân Tiên không để ý, chui vào trong tranh cạo trụi lông đuôi của Kỳ Lân Tiên. Đúng lúc Tuế Nguyệt Tiên đang định dùng năng lực thời gian để tăng tốc độ mọc lông đuôi của Kỳ Lân Tiên, bừng bít dấu vết trộm cắp, thì bị Kỳ Lân Tiên phát hiện. Kỳ Lân Tiên nổi cơn tam bành, đánh nhau với Tuế Nguyệt Tiên, tiền pháp xuất hiện vô cùng vô tận. Tu sĩ của nhiều hành tinh đều chứng kiến cảnh này, kinh ngạc tột độ. Động tĩnh lớn tới mức kinh động thiên kiêu của hai tộc Long Phụng. Thiên kiêu hai tộc Long Phụng biết họ đánh nhau, vội vàng chạy đến hỏi han nguồn cơn sự việc. Kỳ Lân Tiên tất nhiên không nói mình mê mẩn sắc dục,
bị Tuế Nguyệt Tiên chơi một vố, bèn vận uất nói rằng trong lúc sơ ý đã bị Tuế Nguyệt Tiên nhốt vào trong tranh. Tuế Nguyệt Tiên cũng nói y muốn thử xem họa đạo của mình đạt tới trình độ nào, dùng Kỳ Lân Tiên để thử tay, mong Kỳ Lân Tiên lượng thứ. Kỳ Lân Tiên nói thái độ không tệ, tha thứ cho ngươi lần này. Tuế Nguyệt Tiên nói chuyện sau này nhất định sẽ có lễ vật hậu tạ. Kỳ Lân Tiên nói chúng ta tình như thủ túc, cần gì phải hậu tạ. Tuế Nguyệt Tiên nói đây là điều nên làm. Thiên Kiều hai tộc Long Phụng khá là kinh ngạc, họ vô cùng tò mò, nói rằng muốn xem bức tranh thế nào mà nhốt được Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên và Tuế Nguyệt Tiên đồng thanh nói bức tranh đã bị hủy đi trong lúc giao chiến. Thiên Kiều hai tộc Long Phụng không nghĩ gì nhiều, tin là thật, chỉ thấy đáng tiếc. Sau đó Tuế Nguyệt Tiên tặng bách thú đồ cho Kỳ Lân Tiên, hai người lại gắn kết như xưa, thân thiết như huynh đệ. Lục Dương không biết bình phẩm ra làm sao, hay cho một câu thân thiết như xưa. Đại trưởng lão thấy Lục Dương ngẩn người, còn tưởng hắn đang hồi tưởng lại sự việc, bổ sung thêm một câu. Ta nhớ rồi, trong cổ tịch có nói Mộc Tiên vẽ một bức bách thú đồ, nhốt yêu tiên trong đó, ra lệnh cho bách thú vây công yêu tiên. Người có ấn tượng gì không? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, cổ tịch này từ đâu ra vậy, tô vẽ không có giới hạn gì cả. Hắn cảm thấy sự thật về thời thượng cổ vẫn nên để nó mục giữa ở trong bụng mình thì tốt nhất. Nếu như chuyện này truyền tới tai của Thiên Kiều hai tộc Long Phụng, rồi lại đánh Kỳ Lân Tiên một trận, Kỳ Lân Tiên lần theo manh mối tìm tới đầu hắn, cái mạng nhỏ của hắn chưa chắc còn giữ được. Hắn lắc đầu với vẻ mù mờ, chưa từng nghe qua chuyện này. Được rồi, đại trưởng lão không nghi ngờ gì Lục Dương, dù sao Lục Dương tuổi đời còn nhỏ, không thể nào biết hết mọi chuyện. Trong lúc nói chuyện, đại trưởng lão điều khiển cuộn tranh, đưa Lục Dương và Đào Yêu Diệp trở về tông môn, còn ông ấy thì không biết chạy đi đâu mất tiêu. Lão nhị đừng ngủ nữa, biết vừa rồi ta đã đi làm gì không? Đại trưởng lão tìm thấy ông bà đang ngủ ở trước cổng dược viên, lay thức ông ấy. Ông bà thấy đại trưởng lão, không thèm để ý, thoáng lật người rồi tiếp tục ngủ. Đại trưởng lão há có thể để ông bà ngủ chứ? Ông ta ở bên cạnh nói, ta vừa rồi đi gặp phó giáo chủ ma giáo, dùng thân phận U Minh Thiên Vương. Cái gì? Ông bà lập tức tỉnh ngủ, mở to mắt ngồi dậy, nói xem là chuyện thế nào. Lục Dương muốn đi gặp phó giáo chủ Kỳ U giáo, nó lo lắng cho an nguy của bản thân nên nhờ ta đi áp trận, khẩn cầu ta. Nể tình Lục Dương là đệ tử ưu tú nhất của tông môn chúng ta, van nài ta như vậy, ta tất nhiên đồng ý, ẩn mình trong bóng tối bảo vệ cho nó an toàn. Phó giáo chủ Kỳ U giáo họ Thạch, sau khi thấy lão ta, Lục Dương có ta hộ tống, sau lưng có chỗ dựa vững chắc, lúc nói chuyện bình chân như vậy, thong dong tự tại, khiến tên họ Thạch kia phải kính sợ. Tên họ Thạch đó nói phát hiện một nơi có dấu vết của tu sĩ cổ đại, mời Lục Dương đi cùng, có ta hộ giá. Mặc cho thiên hạ rộng lớn nhường nào, có nơi nào mà Lục Dương không đi được, nó vui vẻ đồng ý. Tin tức của tên họ Thạch kia cũng không sai, nơi đó quả nhiên có tu sĩ cổ đại. Tên tu sĩ cổ đại đó tà ác tới cực điểm, dùng mùi máu tanh ngập trời luyện hóa vạn hồn phiên, vừa mới luyện thành đã có vạn thú gầm thét che kín thiên địa, đình tài nhức óc, âm phong gạo thét, mặc cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn táng đảm. Lục Dương bị dọa cho ngây người, đứng thừ người tại chỗ, chưa từng thấy cục diện như thế này. Ông ba gật đầu, vạn hồn phiên cấp độ hợp thể, một khi luyện thành, vạn quỷ hoành hành, hoành tảo càn khôn, cùng cấp bậc gặp phải cũng phải thấy khó xơi, huống hồ là Lục Dương, bị dọa cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa còn là vạn hồn phiên dạng yêu thú, hồn phách yêu thú khi phát cuồng còn hung tàn hơn so với hồn phách của nhân tộc. Yếu một chút, nghe thấy tiếng kêu thần trí đã lẫn lộn. Tên họ Thạch kia và tu sĩ cổ đại chiến đấu tới say xưa, ta thấy đối thủ khó dây dưa, ngang nhiên xuất thủ, tay cầm tiên bảo, phớt lờ đòn công kích của vạn hồn phiên, một chiêu thì đã hạ gục nó. Tu sĩ cổ đại thấy tu vi của ta thâm sâu khó lường, sợ hãi khôn xiết, không cam tâm thất bại như vậy, cuồng loạn mà hỏi ta rốt cuộc là ai. Ta dẫm lên tu sĩ cổ đại, ngạo nghễ thiên hạ, chậm rãi báo ra tên hiệu, nói rằng bổn tọa chính là hộ pháp của Thiên Đình giáo U Minh Thiên Vương. Ông bà nghe tới hai mắt sáng rực, nhưng chuyện mang phong cách thế này sao không để ông ấy bắt gặp chứ. Đại trưởng lão thầm kỹ, ta trưởng quản tình báo của Vấn Đạo Tông, tự nhiên biết Lục Dương sắp ra ngoài sớm hơn ngươi rồi. Được rồi, ta còn có việc, không nói chuyện nữa. Đại trưởng lão vội vã rời đi, để lại ông bà đầy vẻ hâm mộ. Lão Tam, đừng cày ruộng nữa, biết vừa rồi ta đã đi làm gì không?
Lão Tứ, đừng có viết sách nữa. Biết vừa rồi ta đã đi làm gì không? Đào Yêu Diệp từ biệt Lục Dương, lần này đi theo Lục Dương đã được mở mắt tầm mắt, nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Xem ra cách việc bắt kịp bước chân của Lục Sư Huynh vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Lục Sư Huynh đối mặt với cảnh giới hợp thể còn cười nói tự nhiên, các loại điển cố, lý niệm tu hành hạ bút thành văn, làm sao mà làm được vậy? Lục Sư Huynh kiến thức uyên bác, xử sự bình tĩnh chính là mục tiêu để mình học tập. Nghe nói Lục Sư Huynh đặc biệt thông thạo lịch sử thượng cổ, ngay cả các vị trưởng lão cũng không sánh bằng. Nếu đã vậy thì mình trước tiên đi học lịch sử thượng cổ. Đột nhiên Đào Yêu Diệp cảm thấy áp lực đè nén, áp lực này đủ để khiến cho người ta ngạt thở. Nàng quay đầu nhìn thấy sư phụ nhà mình đang nở nụ cười dịu dàng với mình, truyền âm hỏi thăm tiến độ tu luyện. Vừa mới từ ngoại giới trở về sao? Vụ hóa tiên thể tu luyện đến đâu rồi? Đào Yêu Diệp toát mồ hôi lạnh. Trước đó nghe nói có thể cùng với Lục Sư Huynh ra ngoài chơi, vui tới nỗi quên mất bản thân còn phải tu luyện vũ hóa tiên thể. Chương 389, Cửu Tinh Liên Châu. Lục Dương trở về Thiên Môn Sơn, xếp bằng ở trên tảng đá kiếm khí, khẽ thở môi, thôn phệ linh khí, tĩnh tâm tu luyện. Dòng linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể, vận chuyển minh tâm kiến tinh quyết, nhanh chóng luyện hóa thành linh lực thuần túy, lưu truyền ở trong kinh mạch. Hắn chậm rãi duỗi hai ngón tay, một đạo kiếm khí màu xanh dài, một trượng tụ lại ở nơi đầu ngón tay. Đi! Bỗng nhiên hắn điểm về phía trước, đạo kiếm khí màu xanh bay vút đi, xuyên thủng ba thân cây, kim sâu nửa tấc vào thân cây thứ tư rồi biến mất. Đây nào phải là cây cối bình thường, mà là cầu long thụ được Bất Ngữ đạo nhân cối trồng ở trên Thiên Môn Sơn. Rễ cây to lớn, uốn lượn như cầu long, vỏ cây trồng chất lên nhau hệt như long lân. Truyền thuyết kể rằng yêu vực từng xảy ra một trận đại chiến, long tộc thảm chiến, vô số chân long ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả hồ. Cây cối ven bờ hồ hấp thụ máu chân long, dần dần biến dị, có được chân long lực. Cầu long thụ cũng từ đó mà sinh ra. Nó vô cùng quý giá, môn phái nhị tam lưu chỉ dám mua một hai gốc về để trang trí. Nào như Thiên Môn Sơn, cả một khu rừng đều là cầu long thụ. Lục Dương mở mắt nhìn xuyên qua lỗ thủng trên ba thân cây, thấy thân cây thứ tư bị đâm sâu nửa tấc, trong lòng không khỏi vui mừng. Trước kia hắn chỉ có thể đâm thủng ba cây cầu long thụ, đến cây thứ tư kiếm khí liền suy yếu, ngay cả vỏ cây cũng không đâm thủng. Tu luyện bấy lâu này cũng có tiến bộ. Hắn cảm thấy bản thân sử dụng kiếm khí càng thêm thuần thục. Đạo kiếm khí màu xanh dài ba thước quấn quanh đầu ngón tay linh hoạt như rắn. Thậm chí hắn còn dùng kiếm khí để móc lỗ tai. Đáng tiếc trong cùng cảnh giới chẳng có ai so tài kiếm đạo với ta, bằng không luận bàn một phen cũng là một chuyện thú vị. Hắn tiếc nuối lắc đầu. Tuy chưa từng giao đấu kiếm đạo với người cùng cảnh giới, nhưng sự tự tin và vô địch đan mang lại khiến cho hắn tin rằng bản thân chính là kiếm đạo đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới. Bất Hủ Tiên Tử âm thầm gật đầu, đây mới là phong thái của kẻ vô địch. Lục Dương có phong phạm của bản tiên năm đó, tương lai ắt thành đại nghiệp. Tiên tử, Phật môn là do năm người các ngươi sáng lập, vậy các ngươi có biết Trường Trung Phật Quốc không? Trường Trung Phật Quốc là cái gì? Tiên tử chưa từng nghe qua đại môn thần thông này sao? Đó là đại thần thông không gian trí cao của Phật môn, so với Thiền Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông thì còn cao hơn một bậc. Trường Trung Phật Quốc trong lòng bàn tay chính là một quốc độ, không gian vô cùng rộng lớn. Một khi rơi vào trong đó, dù ngươi có thần thông quảng đại, tốc độ kinh thiên thì cũng không thể nào thoát khỏi. Một trường hạ xuống, cả một nước nghiêng ngả, không gì địch nổi. Có người nói Kim Sắc Phật Quốc ở phương Tây chính là Trường Trung Phật Quốc hiển hóa ra. Bất Hủ Tiên Tử nhớ có điều suy nghĩ. Bản tiên chưa từng nghe qua Trường Trung Phật Quốc, có lẽ là thuật pháp do hậu thế sáng tạo ra, hoặc là đổi tên từ thuật pháp thời cổ đại chúng ta. Tỉ như ta biết một môn thần thông gọi là Trường Trung Càn Khôn, trong lòng bàn tay ẩn chứa thiên địa càn khôn, muôn ngàn tinh tú cũng chỉ là đồ chơi trong tay, nhật nguyệt cũng chỉ như hai quả cầu âm dương, vật nhỏ tầm thường. Nói không chừng Trường Trung Càn Khôn chính là Trường Trung Phật Quốc, hậu thế chỉ đổi tên mà thôi. Có một lời đồn rằng người vô danh nào đó đã luyện hóa muôn ngàn tinh tú thành đại lục, chắc là chiêu này. Lục Dương nghĩ tới cảnh vị đại năng thượng cổ đó thi triển Trường Trung Càn Khôn, không khỏi dùng mình, tùy ý sắp đặt muôn ngàn tinh tú, uy lực khủng khiếp tới cỡ nào. Thiên tài trước mắt tiên nhân cũng chỉ như hạt bụi. Tinh tú vốn có quy luật riêng của nó. Người biết không? À phải rồi, người chưa từng du ngoạn vũ trụ,
chưa từng chứng kiến cảnh tượng tinh tú di chuyển. Bất Hủ Tiên Tử dùng giọng điệu khoe khoang giảng giải: Bản tiên từng du ngoạn vũ trụ, thấy thiên thạch xoay quanh tinh tú, các viên tiểu tinh tú xoay quanh viên đại tinh tú, không khỏi phỏng đoán rằng lẽ vật nhỏ xoay quanh vật thể lớn chính là quy luật vận hành của tinh tú sao. Bản tiên thông qua quan sát, phỏng đoán, vẽ lại, tính toán, chứng thực, cuối cùng tiên tử đã tính ra quy luật vận hành của tinh tú sao? Lục Dương không nhịn được mà chen lời, thầm nghĩ hóa ra tiên tử cũng có lúc thông minh. Cuối cùng Cửu Trọng Tiên nói cho ta biết, sớm đã có người tính ra quy luật vận hành của tinh tú rồi. Lục Dương choáng váng, nghĩ lại cũng phải. Cũng không nhất thiết phải thành tiên mới có thể du ngoạn vũ trụ. Hợp thể, độ kiếp đều có thể giao du vũ trụ. Phàm là người có lòng, ngồi cạnh một viên tinh tú mấy năm cũng sẽ tìm hiểu ra được. Huống hồ nếu dùng thuật pháp thời gian, nó không chừng ngồi nửa canh giờ là cũng thể tính ra. Lúc đó thuật xem sao đoán mệnh rất thịnh hành. Có một vị đại chiêm bạc sư chỉ vào một vùng tinh vân nào đó, nói rằng mình tính ra cửu tinh liên châu xuất hiện. Tinh vực nơi cửu tinh tọa lạc sẽ đại loạn, chúng sinh lầm than, tinh vực hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Mà căn cứ theo quy luật vận hành của tinh tú, cửu tinh liên châu sẽ xuất hiện sau 3 năm nữa. Vị đại chiêm bạc sư này tên là Sử Thương, xuất thân từ Sử Hoàng Thị, danh tiếng lẫy lừng. Hơn nữa quẻ tượng của ông ta luôn chính xác một nửa. Người cũng biết, người tu hành có kẻ tin số mệnh, có kẻ không tin. Mọi người bắt đầu tranh luận xem có nên ứng phó với tài kiếp này thế nào. Người tin số mệnh cho rằng Sử Thương đại sư nói rất đúng, phải nhanh chóng di chuyển người dân ở trên tinh tú này tới một tinh tú khác. Có rất nhiều tinh tú thích hợp để sinh sống, nhưng số người lại ít ỏi. Kẻ không tin vào số mệnh cho rằng không cần thiết vì một lời đoán của một người mà di rời cả mấy chục tỷ sinh linh. Như vậy chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chết oan, đến tinh tú mới bắt đầu lại từ đầu, phải tốn biết bao nhiêu thời gian chứ. Lúc đó tiên tử có tin số mệnh không? Sau khi bản tiên nghe xong, trực tiếp đánh nát một viên tinh tú không người ở, như vậy thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện cửu tinh liên châu nữa. Lục Dương lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, cảm thấy tiên tử quả thật là bá khí. Tuy lúc đó bản tiên còn chưa thành tiên, nhưng bóp nát một hai viên tinh tú vẫn là chuyện dễ dàng. Sau khi đánh nát một viên tinh tú, ta phát hiện trong viên tinh tú này ẩn giấu một loạt trận pháp. Trong lúc nghi hoặc, ta tìm tới 8 viên tinh tú còn lại. Kết quả bên trong 8 viên tinh tú này cũng có trận pháp tương tự. Theo ta phỏng đoán, khi 9 viên tinh tú này xếp thành một hàng, trận pháp trong tinh tú sẽ cộng minh với nhau, từ đó dẫn đến một vụ nổ lớn. Là cố ý sao? Bất Hủ Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng thế, chính là tên Sử Thương kia giở trò. Sử Thương mượn danh nghĩa xem bói để gieo rắc hoang mang, từ đó trục lợi. Kỳ thật, bất kỳ tai kiếp nào bọn chúng dự đoán ra đều là do bọn chúng âm thầm sắp đặt. Ta rất tức giận, giết tên Sử Thương, ngay cả Sử Hoàng Thị cũng không nể năng, ra mặt xin lỗi bồi thường cũng vô dụng, ta giết không tha. Sử Hoàng Thị thấy ta không biết điều, liền ngăn cản ta bước vào con đường độ kiếp. Bất Hủ Tiên Tử hừ lạnh. Hừ, ngăn cản cũng vô dụng, bản tiên thiên phú dị bẩm, muốn độ kiếp thì sẽ độ kiếp. Lục Dương liên tục vỗ tay bồm bốp. Âm mưu quỷ kế thời thượng cổ quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiện tay động tới tình tú, không biết bao nhiêu người phải gánh chịu tai ương. Đang lúc Lục Dương suy nghĩ xem âm mưu thượng cổ đáng sợ tới mức nào, chợt nghe Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Người có muốn học trưởng trung càn khôn không? Bản tiên biết đấy. Tại sao? Lục Dương nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, cảm thấy tiên tử quá là coi trọng mình rồi. Chương 390, học tập trường trung càn khôn. Bản tiên thấy ngươi rất có ngộ tính về không gian, ngươi thường nghĩ xem, tu vi của ngươi còn quá thấp, chưa thể lĩnh ngộ được chỉ xích thiên nhai, sao ngươi không học thử môn thần thông này? Bất Hủ Tiên Tử là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, nàng cực kỳ tán thưởng thiên phú pháp thuật không gian của Lục Dương. Thời thượng cổ, nếu được Bất Hủ Tiên Tử khen ngợi, còn hơn cả ngàn vạn cơ duyên một bước lên trời. Lục Dương hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Anh cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử chỉ đang muốn thử thách mình. Nếu là ở thời thượng cổ, kiểu gì cũng sẽ bị người đời gán cho cái danh không biết tốt xấu. Được rồi, học thì học. Lục Dương cảm thấy mình tu luyện đã lâu, coi như nghỉ ngơi, tha lòng tinh thần. Ta cũng không trông mong người lĩnh ngộ được trường trung cản khôn. Người cứ coi như học cho biết, hiểu được nguyên lý của thuật pháp, sau này khi thi triển thuật pháp không gian khác cũng có lợi. Cho dù tốc độ học tập hay thi triển đều được tăng lên rất nhiều.
Bất Hủ Tiên Tử biết rõ Lục Dương rất khó học được trường Trung Càn Khôn, nhưng nàng muốn dạy, thì ai mà cản được. Lục Dương nhảy lên, lộn 3 vòng trên không trung, giang hai tay vững vàng đáp xuống đất. Bất Hủ Tiên Tử kéo Lục Dương vào không gian tinh thần, ý niệm vừa động, thay đổi y phục thành nho bào mà các vị tiên sinh thường mặc, cả người trông có vẻ nho nhã hơn hẳn. Như vậy mới ra dáng, trước khi dạy ngươi, để bản tiên thi triển cho ngươi một lần. Chưa kịp để Lục Dương phản ứng xem Bất Hủ Tiên Tử muốn làm gì, anh đã cảm thấy tinh thần không gian vốn chỉ có 4 vách tường bỗng trở nên vô biên vô hạn, một màu đen kịt, nổi bật nhất là mấy viên tinh tú to lớn ở trên bầu trời. Hơn nữa là vô số điểm sáng li ti, là những viên tinh tú ở rất xa. Bất Hủ Tiên Tử đứng trước mặt Lục Dương, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, hùng hăng ấn xuống phía dưới. Lục Dương ngẩng đầu, nhèo mắt, vũ trụ quá tối, hắn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có thứ gì đó. Sao? Hắn phát hiện những viên tinh tú trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, giống như bị thứ gì đó che khuất. Một đại cự thụ hiện ra trong bóng tối, bao trùm toàn bộ tầm mắt, Lục Dương hoàn toàn không nhìn thấy cái gì khác ngoài bàn tay đó. Đường vân trên lòng bàn tay cực kỳ rõ ràng, từng đường vân tay tựa như quỹ đạo của những tinh tú, còn những tinh tú trong lòng bàn tay chẳng khác nào hạt bụi. Hắn từng trải qua cảm giác núi cao sụp đổ, từng chịu được uy áp của độ kiếp kỳ, nhưng so với bàn tay khổng lồ này, tất cả đều không đáng nhắc tới, hoàn toàn không thể so sánh. Ngột ngạt, khó thở, tuyệt vọng, vô số cảm xúc nảy nở trong lòng, không thể kiềm chế, điên cuồng sinh sôi. Nhìn cho kỹ, đây chính là trường Trung Càn Khôn. Bàn tay khổng lồ kia từ từ hạ xuống, trước mắt Lục Dương tối sầm, ý thức dần tan biến. Khi hắn tỉnh lại, Bất Hủ Tiên Tử đang nằm đè lên người hắn, đôi mắt sáng rực không chớp mắt nhìn hắn. Sao, dọa ngươi rồi à? Không phải, ta sắp bị ngươi đè chết rồi. À cũng đúng, thế nào, đã cảm nhận được uy lực của trường Trung Càn Khôn chưa? Lục Dương vẫn còn sợ hãi, thầm nghĩ sau này nên giữ thái độ cung kính với Bất Hủ Tiên Tử cho an toàn. Tiên tử, tiền bối có thể mở rộng tinh thần không gian của ta không? Lục Dương nhớ tới trước đó Bất Hủ Tiên Tử từng màn phàn nàn, không gian tinh thần của hắn quá nhỏ, không thể duỗi tay duỗi chân thoải mái được. Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh, kiêu ngạo nói, có thể mở rộng tạm thời, trước kia không làm được, nhưng dạo gần đây bản tiên ngày nào cũng ngủ, khôi phục được một chút thực lực. Cổ nhân có câu, nhất hòa nhất thế giới, nhất mộc nhất phủ sinh, nhất thảo nhất bồ đề, nhất diệp nhất Như Lai, nhất xa nhất Cực Lạc, nhất phương nhất Tịnh Thổ, nhất tiếu nhất Trần Duyên, nhất niệm nhất Thành Tĩnh, vật nhỏ bé cũng là một thế giới. Trường Trung Càn Khôn chính là bắt nguồn từ lý niệm này, trong lòng bàn tay cũng là một thế giới, hơn nữa còn là một thế giới rộng lớn vô biên. Lục Dương bỗng hiểu ra, nghe nói Phật môn rất chuộng Phật pháp không gian, có lẽ là bắt nguồn từ lý niệm này. Nếu người muốn tu luyện trường Trung Càn Khôn, trước tiên phải quan tưởng bản thân, coi bản thân như một đại thế giới. Đồng thời ngươi phải quan tưởng ra một đại thế giới chân chính, mọi thứ trong thế giới đó đều hiện lên trong đầu ngươi, xây dựng một đại thế giới chân thật trong tâm trí, kết hợp nội ngoại, không gian xoay chuyển, cải hạt tu di, vô cùng lớn cũng vô cùng bé. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được hàm nghĩa của câu nói này, coi như đã nắm được cách thi triển trường Trung Càn Khôn rồi. Bất Hủ Tiên Tử giảng giải tỉ mỉ nguyên lý của trường Trung Càn Khôn, đến những chỗ phức tạp còn chia nhỏ ra thành nhiều điểm, giải thích cặn kẽ từ nhiều khía cạnh, chỉ mong Lục Dương lập tức lĩnh ngộ được trường Trung Càn Khôn. Được rồi, giảng tới đây thôi, ngươi ra ngoài thử xem. Bất Hủ Tiên Tử giơ chân đá Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần, ý thức trở về hiện thực. Lục Dương lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hồi tưởng lại những gì mà Bất Hủ Tiên Tử đã dạy. Kết hợp nội ngoại chính là kết hợp những thứ mình quan tưởng với thực tại, vô cùng lớn cũng vô cùng bé, chuyển hóa giữa lớn và nhỏ, chính là tinh túy của thuật pháp không gian. Lục Dương duỗi tay quan sát đường vân trong lòng bàn tay, nói không chừng đường vân ở trên lòng bàn tay thật đối ứng với các quỹ tích của các vị tinh tú trên trời. Hắn vận chuyển linh lực vào mắt, tăng cường thể lực, nhìn sâu vào trong đường vân là những đường tế bào trên da. Những tế bào này tạo thành cơ thể người, chẳng phải cũng giống như một thế giới thu nhỏ sao? Trong tay có vô số tế bào, chẳng phải là trong tay có vô số sinh linh hay sao? Cổ nhân nói, nhất hòa nhất thế giới, chẳng lẽ là ý này? Lục Dương cau mày suy tư, kết hợp những gì mình đã học được với lời giảng của Bất Hủ Tiên Tử, dần dần hiểu ra lý niệm của Phật môn. Hay nói cách khác,
là nguyên lý cơ bản của trường trung càn khôn. Tiên tử đã thi triển cho ta xem rồi. Càn khôn tức là thế giới, trường trung càn khôn chính là một thế giới trong lòng bàn tay, là cảnh giới cao nhất của thuật pháp không gian, công thủ toàn diệt. Hắn lẩm bẩm liên tục lật tay, trong lòng dần dần sáng tỏ, giống như có một tia nắng sớm xuyên qua màn sương mù, hé mở bức màn bí mật của môn thần thông này. Thì ra là vậy. Hắn đứng bật dậy, phủi bụi ở trên người, khóe miệng nở nụ cười tự tin. Ta học được rồi. Bất Hủ Tiên Tử hiện ra, còn tưởng Lục Dương đã bỏ cuộc, liền an ủi. Không sao, cho dù không học được, chỉ cần người nắm được nguyên lý, chờ tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được. Khoan đã, ngươi vừa mới nói học được rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc nhìn Lục Dương. Thi triển trường trung càn khôn cần tiêu hao rất nhiều pháp lực, linh lực của ta không đủ, không thể duy trì lâu dài, nhưng ta có vô địch đan, lượng linh lực dự trữ gấp 5 đến 10 lần người thường cùng cấp bậc, thi triển trong nháy mắt thì miễn cưỡng đủ. Hắn nhắm mắt, thân thể nhu hóa thành luyện lô, phác họa hình dáng của thế giới. Người thường không thể nào làm được điểm này, nhưng hắn có trí nhớ kiếp trước, biết vũ trụ trông như thế nào, lại được Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp khai thị, đủ loại yếu tố gia trì, hắn có thể thi triển ra trường trung càn khôn. Lục Dương xòe tay, lòng bàn tay mở rộng, điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, khẽ quát: Trường trung càn khôn. Bất Hủ Tiên Tử tò mò quan sát, chỉ thấy trong lòng bàn tay Lục Dương thật sự xuất hiện một không gian. Bên trong không gian, các vị tinh tú đang xoay chuyển giống như một vũ trụ nhỏ. Thật sự để hắn tu luyện thành công rồi. Khoan đã, tại sao không gian trong lòng bàn tay của hắn nhỏ thế? Chiều dài chỉ khoảng 1-2 dặm, ngay cả những tinh tú cũng nhỏ xíu. Thế nào, ta có tính là đã tu luyện được thành công chưa? Lục Dương 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 tự đắc nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Sắc mặt của tiên tử đầy cổ quái. Nếu nói nàng thi triển là trường trung càn khôn, vậy Lục Dương thi triển chính là trường trung thôn xóm. Chương 391: Đan độc cùng chung một nhà. Thế nào, ta có phải đã luyện thành rồi không? Ngươi học như thế này. Bất Hủ Tiên Tử từ vốn từ vựng nghèo nàn mà nàng nắm giữ, phát hiện trả lời câu hỏi của Lục Dương có chút khó khăn. Coi như là trường trung càn khôn, chỉ là kích thước không đúng lắm. Bất Hủ Tiên Tử khoa tay múa chân. Chỉ to cỡ thôn làng, chiêu này của ngươi nên gọi là trường trung thôn làng. Lục Dương nhìn không gian quy mô nhỏ trong lòng bàn tay, quả thật không lớn. Trường trung thôn làng, nghe không hay chút nào, ăn dựa vào lý lẽ để tranh luận. Sao có thể gọi là thôn làng? Tuy không gian nhỏ một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là vũ trụ. Tiền bối nhìn xem, còn có tinh tú xoay tròn, nên gọi là trường trung tiểu càn khôn. Bất Hủ Tiên Tử xì mũi coi thường cách nói của Lục Dương. Thôi đi, một đống cát xoay tròn, còn đội lốt là tinh tú. Nàng thổi một hơi về phía lòng bàn tay của Lục Dương, tinh tú bằng cát sỏi tản ra, không còn tăm hơi. Lục Dương thấy không thể qua mặt, đành phải nhận thua. Thôi, trường trung thôn làng thì trường trung thôn làng, tốt xấu gì cũng là pháp thuật không gian. Hắn rất nhanh đã gạt chuyện tiên pháp thuật ra khỏi đầu, tìm tòi xem phải thi triển trường trung thôn làng thế nào. Trường trung càn khôn có thể đem cả một thế giới đè ép xuống, khiến người ta không thể nào chống cự. Vậy trường trung thôn làng chắc cũng có thể. Lục Dương bắt chước Bất Hủ Tiên Tử, tay phải ấn xuống phía dưới. Trường trung thôn làng. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, to cỡ thôn làng. Cảm giác ngột ngạt dị thường, sự chấn động trong tâm hồn còn hơn cả thực tế. Bàn tay lớn còn chưa hạ xuống, dần dần tan biến, biến mất không còn tung tích. Hắn thở hổn hển, miệng há, nuốt linh khí, giống như người đuối nước được cứu lên bờ, dốc hết sức bình sinh để hít thở không khí. Vừa rồi hắn không cố ý giải tán trường trung thôn làng, mà là linh lực của bản thân không thể duy trì trạng thái của trường trung thôn làng. Chỉ với một chiêu này thì đã rút cạn linh lực của hắn. Chiêu này đối với người ở thời điểm hiện tại vẫn còn quá khó. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, cho dù là trường trung càn khôn cấp trẻ con cũng không phải là thứ mà Kim Đan Kỳ có thể thi triển. Nhưng mà nói theo cách khác, nếu như có thể thi triển chiêu này một cách hoàn chỉnh, Kim Đan Kỳ không ai có thể chống đỡ được. Cho dù là thiên tài tuyệt thế trong cảnh giới Kim Đan cũng đừng hòng ngăn cản. Lục Dương rất nhanh đã tìm ra biện pháp giải quyết. Có lẽ có thể vừa nuốt đan dược vừa thi triển trường trung thôn làng. Hắn ngồi xếp bằng, dùng nửa khắc công phu để khôi phục trạng thái, điều chỉnh tâm tình, bắt đầu lại từ đầu. Hắn lấy ra một hồ lô đựng thuốc, bên trong toàn là đại hoàn đan. Thứ này hắn đã ăn từ nhỏ tới lớn, quen thuộc quá đỗi rồi.
Hắn từ hồ lô thuốc đổ ra một viên đại hoàn đan, ngậm ở trong miệng, lại một lần nữa thi triển trường trung thôn làng. Bàn tay vẫn là chưa kịp hạ xuống đã tan biến vào hư không. Lục Dương mệt mỏi ngồi phịch xuống mặt đất. Không được, một viên đại hoàn đan không đủ dùng. Lại qua nửa khắc, hắn nuốt xuống 3 viên đại hoàn đan, thi triển trường trung thôn làng. Bàn tay lớn tản biến giữa không trung. 3 viên cũng không đủ sao? Lục Dương nghiến răng, rốt cuộc phải ăn bao nhiêu đại hoàn đan mới có thể thành công đây? 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, 9 viên, 10 viên. Cuối cùng Lục Dương đi tới kết luận, phải nhét đầy miệng đại hoàn đan mới được. Sau đó lại nảy sinh ra vấn đề khác, nhét đầy miệng nuốt không nổi, nuốt từng phần thì không kịp hồi phục. Đúng rồi, có thể nhờ Thất Trưởng Lão giúp đỡ. Thất Trưởng Lão là đại sư luyện đan hàng đầu Đại Lục Trung Ương, nhất định có thể luyện chế ra đan dược nhanh chóng hồi phục linh lực. Hơn nữa do Lục Dương đã cho Thất Trưởng Lão một cây mục thiên thảo đã sản sinh ra linh trí, nên ông ấy chủ động đề xuất có thể giúp Lục Dương luyện đan 3 lần. Nói là làm. Lục Dương tìm tới Thất Trưởng Lão. Thất Trưởng Lão đang bờ lò luyện đan, hương thơm ngát mũi, vừa ngửi liền biết không có độc. Phá cảnh đan mà ta hậu tâm tổn trí luyện chế cuối cùng đã hoàn thành. Thất Trưởng Lão cười phá lên, luyện chế ra một loại đan dược chưa từng có trong tiền lệ, khiến ông ấy thấy cảm giác có thành tựu nhân đôi. Chúc mừng Thất Trưởng Lão. Lục Dương chứng kiến cảnh này giơ tay chúc mừng. Hắn một mực đứng ở nơi không xa, không quấy rầy Thất Trưởng Lão luyện đan, chờ luyện đan xong rồi mới bước lên. Lục Dương sao? Đáng tiếc ngươi đã là cảnh giới kim đan, không thể thử phá cảnh đan mà ta vừa luyện chế. Đây chính là đan dược chưa từng xuất hiện trước đây. Lục Dương hơi do dự, ngay ý của Thất Trưởng Lão có vẻ uống viên đan dược này thì có thể đột phá lên cảnh giới kim đan. Theo những gì hắn biết thì loại đan dược này đã có từ rất lâu rồi. Thất Trưởng Lão khẽ xua tay. Đan dược mà mấy bọn tục nhân kia luyện chế sao có thể so được với ta? Phá cảnh đan ngoại giới đơn giản thô sơ, chẳng hề có chút mỹ cảm nào. Lục Dương cẩn thận dè dặt hỏi. Vậy đan dược Trưởng Lão luyện chế? Phá cảnh đan bên ngoài luyện chế chẳng qua là để tu sĩ trúc cơ nuốt vào, thăng cấp lên kim đan, hiệu quả quá tầm thường. Mấy viên phá cảnh đan do ta luyện chế không chỉ có thể để tu sĩ trúc cơ đột phá lên kim đan, mà còn có thể khiến tu sĩ nguyên đan giáng cấp xuống cảnh giới kim đan. Lục Dương choáng váng thật rồi. Hắn cảm thấy Thất Trưởng Lão mang tiếng xấu ở ngoại giới cũng không phải là không có nguyên do. Tuy nói đan độc cùng chung một nhà, luyện đan sứ ít nhiều cũng tinh thông dược lý của độc dược, nhưng như Thất Trưởng Lão phát triển đan độc cân bằng như vậy thì lại hiếm thấy. Lục Dương vẫn còn nhớ lần đầu tiên đi tới đỉnh đan đỉnh, bị mùi đan dược đầu độc tới ngất xỉu. Dưới sự dẫn dắt của Thất Trưởng Lão, các sư huynh sư tỷ của đan đỉnh đều tinh thông dược lý độc dược, kỹ nghệ không thua kém luyện đan. Tất nhiên, cho dù thứ họ luyện chế ra là đan dược cũng không thể đảm bảo rằng bên trong không có độc, hoàn mỹ quán triệt lý niệm đan độc của một nhà. Nhìn thấy tức là duyên phận, cho ngươi một viên. Thất Trưởng Lão bắn ngón tay giữa, đan dược vê vân xanh rơi vào trong tay áo Lục Dương. Tìm ta có việc gì? À là như vậy, con vừa học được một bộ pháp thuật cực kỳ tiêu hao pháp lực, thi triển tới nửa chừng thì pháp lực cạn kiệt, bị buộc phải gián đoạn. Con vừa thử thi pháp vừa sử dụng đại hoàn đan, nhưng tốc độ khôi phục pháp lực của đại hoàn đan vẫn không bằng tốc độ tiêu hao. Con muốn nhờ Trưởng Lão luyện chế cho một viên đan dược có thể khiến nhanh chóng khôi phục pháp lực. Hả? Tình huống của ngươi có chút tiền lệ rồi. Luyện chế thì cũng không khó. Nào, để ta sơ thử kinh mạch của ngươi. Thất Trưởng Lão nắm lấy cổ tay của Lục Dương một thoáng, có chút kinh ngạc. Lúc ta ở cảnh giới của ngươi, làm gì có thể có trữ lượng linh lực khổng lồ như vậy? Không nên xem vậy mới đúng. Với trữ lượng linh lực của ngươi, thi triển pháp thuật gì cũng chẳng cạn kiệt mới phải. À, ngươi không muốn nói là pháp thuật gì cũng không sao. Người tu tiên cũng có bí mật riêng là chuyện bình thường. Ví dụ như trong người của lão cửu phong ấn hùng thú thượng cổ, lão tứ hồi nhỏ giấu cả đống xuân cung đồ ở dưới gầm giường. Lục Dương cảm thấy những bí mật này có lẽ không chỉ giới hạn ở người tu tiên. Không phải là con không muốn nói, quả thật là giải thích thì hơi rắc rối, để con biểu diễn cho Trưởng Lão xem một lần. Lục Dương không sợ làm bại lộ sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử, dù sao thì mọi người cũng sẽ cho rằng là đại sư tỷ dạy cho mình. Lục Dương từ chỗ đất trống vỗ xuống một trường, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, che khuất ánh mặt trời, bao trùm đỉnh núi, thế trường kinh người,
thổi đến cỏ xanh nằm rạp xuống đất. Bàn tay lớn biến mất giữa không trung. Thất trưởng lão nhìn thấy cảnh này, đồng tử khẽ co lại, rúng động trước chuyện này. Ông ta chưa từng thấy chiêu thức nào như thế, chỉ dựa vào khí thế vừa rồi mà gián đoạn. Chiêu này đáng lý ra tuyệt nhiên không phải là thứ mà kim đan kỳ có thể thi triển. Lục Dương có thể thi triển ra đã là trái với lẽ thường. Pháp thuật lợi hại quá. Bộ pháp thuật này gọi là gì thế? Lục Dương nghiêm túc nói. Tuyệt học thượng cổ, truyền thừa tiên nhân, vô thượng đại thần thông, trưởng trung thôn làng. Thất trưởng lão nghi hoặc quay đầu nhìn Lục Dương, sao có cảm giác tên của pháp thuật không xứng với những vế trước vậy? Hết chương 391. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.